Hello các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn đó chính là hai con búp bê mà mẹ mình đã đi ra Hà Nội mua cho mình nha. Mình thích nhất là cái con màu hồng và con màu xanh ấy. Mình có hai con là một con màu hồng, một con màu xanh. Mình thích nhất là con màu hồng luôn ấy, bởi vì nó màu nó đẹp cực. Đây là cái con màu xanh nha. Con màu xanh này nó rất là đẹp. Mình búi tóc cho nó cái tóc như là gì ghẻ nhỉ, bởi vì tóc nó xuống. Mọi người thấy cái tóc. Mình đặt tên cho cái con này là Blue. Hello các bạn. Còn cái con màu hồng này là, mình đặt tên cho cái con màu hồng này là Pink. Hello các bạn. Chân nó rất là dài luôn. Đầu của nó bằng cái tóc mái của mình thôi. Tóc của mình chưa cố xong cái tóc của nó. Đây là nó nha mọi người. Đây là nó nha, nó cắt tóc rồi. La 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 la. Con này đặc biệt là cái váy của nó rất là dài luôn ấy. Váy của các con búp bê này đều dài nha. Búp bê nó dạng là to ấy, nên là chân nó cũng dài mà. Chân nó từng này. Chân nó có thể sạc nha. Nó có thể sạc. Đây. Đây, nó có thể sạc cho mọi người. À, mọi người thấy không? Nó sạc này. Một chân ở đây này. Một chân ở đây nữa. À, chúng ta có thể tháo chân của nó ra. Tháo giày ra. Đây rồi. Đây cả nó đây. Các bạn ơi, các bạn thích con nào thì các bạn comment bên dưới cho mình nha. Màu hồng thì là thích con này, còn màu xanh thì là thích con này nha các bạn. Bye bye.